Uầy, các bạn nhìn này, đây có phải là cái con rùa của mình nó đang đến cái thời kỳ sinh sản không các bạn? Ờ đúng rồi, đúng rồi. Ê vớ vẩn này, đẻ chứ này. Ơ ngon. Ờ hôm nay con mình nhìn thấy mẹ. Cháu chào cô. Cô ơi, cháu muốn mua một đôi găng tay à? Con lại đẹp này. Đẹp đi. Đẹp nhá. Ôi giời ơi, rét quá, rét quá. Họ, họ, họ. Mình chào tất cả các bạn nhé. Sáng nay ấy, mình lên trên phố để mà đóng thuế thu nhập cá nhân, với lại tiện mua thêm ít đồ. Và trong khi đó là mình có nhận thêm mấy bé nhím này các bạn này. Đây là mấy bé nhím do một em ở ngoài Hà Nội em mới gửi mình nuôi. Cái thời gian vừa rồi thì nhà mình cũng nhiều nhím quá, mình cũng đã tặng bớt mọi người ấy. Thế nhưng mà em ấy bảo là em ấy cũng không có chỗ nuôi nữa, thì anh cứ nhận nuôi đi. Thì mình có bảo là nếu như sau này mà anh nuôi mà nếu có em nào thích ấy, thì anh gửi tặng người ta nhé. Thì em ấy đồng ý rồi. Thế là mình mới nhận những bé nhím này về đấy. Thì để bây giờ mình sẽ bóc nó ra và chắc là mình sẽ thả nó vào trong cái chuồng của con rồng Nam Mỹ các bạn ạ. Bởi vì hiện tại bây giờ mình chưa có chỗ để, thì mình sẽ thả vào chuồng của rồng Nam Mỹ. Đây, mình cũng chưa biết là mấy bé cơ. Để mình bóc ra đã. Nhìn gì? Mày hóng hớt không? Có thích hóng hớt không hả cún? Ôi ôi nhiều quá, ôi có cả nhím con này các bạn này. Ôi ôi à, hai con nhím con này. Ôi thế này đâu là mẹ nó nhỉ? Chưa đồ em ấy gửi mình nhiều quá. Chắc là em ấy cũng có bán thú cưng đấy các bạn ạ. Hình như là mình không nhầm là em ấy bán cún cảnh như sao ấy. Thì em ấy có nuôi thêm ít nhím này này. Đây. Ôi xinh chưa? Ôi nhưng mà nó gầy quá. Nó gầy quá các bạn ạ. Wow. Rét. Để bây giờ mình sẽ chuyển nó vào trong cái chuồng luôn. Cho nó ấm. Mình sẽ cho nó vào chuồng Nam Mỹ. Đây. Ôi, chắc là nó đói hay sao ấy. Nhím tầm này là vẫn chưa biết được ăn đồ các bạn ạ. Nó vẫn bú mẹ nó. Đây Quỳnh đi hẳn ra đằng cái chuồng gió Nam Mỹ này. Cho vào đây nó có một cái bờ tường này các bạn này. Cái bờ tường này đó mà nó sẽ kín gió này. Đấy. Gió nó thổi qua, ủi vào trong này ấm lắm. Rất chi là ấm. Wow. Hai con này là hai con cùng đàn hay thế nào mà sao em ấy lại để riêng ra một cái lồng này các bạn nhỉ? Thôi được rồi, mình sẽ bắt nó cả ra đi. Tháo cái này ra nào. Đây, ra đây thì thao hồ rộng rãi sạch sẽ rồi. Đây. Wow. Con nhím này to thế nhỉ? Đây này các bạn này. Ui nhìn đẹp không này. Ui. Trong lòng mình sẽ cho các bạn xem là cái đàn nhím của nhà mình. Đàn nhím của nhà mình nó cũng đẹp lắm. Hình như là nó, đàn nhím của mình là nó to hơn cái con nhím con này rồi các bạn này. To hơn con nhím con này rồi. Đây, đây con nhím nữa này. Wow. Tha hồ rộng chưa, sướng chưa. Đấy, nó đang đi khám phá cái nhà mới đấy. Đây. Ui, hai con này, ba con này. Wow, cái con này nó tròn như quả bóng này. Hôm nay mình đi trời rét về, mình đi găng tay cho nên là khi cầm cái con nhím này nó không bị chọc vào tay các bạn ạ. Đấy, cái gai của nó không chọc được vào tay mình, bởi vì nó cách một cái lớp găng tay rồi. Ba con này. Đây nữa này. Bốn này. Đấy. Đây mình nghĩ là bốn con nhím trưởng thành. Cái con nhím này là màu giống nhím ở nhà mình này. Đấy, bốn con nhím này là bốn con nhím trưởng thành. Còn đây là ba con nhím con này. Thì có con này nó nhỏ nhất, còn hai con này là nó cũng lớn lớn hơn một chút rồi. Nhưng mà mình vẫn gọi nó là nhím con, bởi vì nhím này là chưa đến tuổi sinh sản các bạn ạ. Đấy. Hai bé nhím Barbie cute này. Đấy, đẹp chưa? Đẹp không? Nhím mỏ nhọn, seco mỏ nhọn. Ai da da. Rồi. Đây để mình sẽ bắt cái con nhím con Titi này ra để xem là đâu là mẹ nó thì nó còn bú được các bạn ạ. Ui nó yếu quá này. Nó cứ nằm im một chỗ này. Nhiều có chết mất không nhỉ? Ui nó yếu quá các bạn. Ui mắt nó cứ nhắm nghiền này. Chắc là không cần gì đâu ta. Đây để mình thả đây để cho nó tìm mẹ nó. Đâu là mẹ nó nhỉ? Cứ thả chung này thì mình không biết được đâu là mẹ nó. Đây.
con này nó đang nếm cái gì ấy. À nó đang nếm cái thức ăn mà dính ở trên nông của nó. Đâu mẹ nó đâu. Ui. Để mình đặt cái bụng lên là mình biết là mẹ nó là đâu. Cái con nào nó có vú là mẹ nó đấy. Ui nó cứ co tròn này thì nhìn làm sao được. Ui con này nhìn mặt đáng yêu nhỉ. Để các bạn đợi một xíu nó sẽ nhả cái bụng ra để mình nhìn được. Đâu ta? Nếu mà mình biết đâu là mẹ nó thì mình sẽ nhốt riêng ra để cho nó bú. Ôi mắt làm gì mà nhìn ta tròn thế, sợ à? Nó sợ đây không phải mẹ nó sao ấy. Ơ nhỉ. Phải biết được đâu là mẹ của nó thì mình mới cho nó bú, nó mới dễ dàng hơn các bạn ạ. Thôi được rồi, mình cứ để đây mình nghe ngóng đi đã. Đấy, ở trong này thì thao hồ ấm không? Cái giọng Nam Mỹ của mình thì nó ở đây. Mình vừa cất xong bé nhím vào trong chuồng ấy, thì lên trên nhà trên thì là có hai vợ chồng nhà một bạn trẻ lên nhà mình chơi cùng với các cháu, với lại cả cô nữa. Thì mình có hỏi qua và biết được hai vợ chồng nhà em là người ở tận Quảng Ninh các bạn ạ. Đấy, em ở tận Quảng Ninh mà lặn nội từ đó lên nhà mình chơi với cái quãng đường mà 8-90 cây số ấy. Thì em ấy lên chơi mình, sau đó em lại tặng mình một cái chiếc chum rất chi là đẹp. Thực sự là cũng cảm ơn em rất chi là nhiều. Nhà làm á? Vâng, nhà em làm. Ồ thế? Vâng, nhà em là chuyên sản xuất gốm sứ. À, anh tưởng là Quảng Ninh thì cũng có phải chuyên về làng nghề gốm sứ đâu nhỉ? Mà ở Đông Triều anh ạ. Đông Triều nổi à, tiếng. À thế ạ. Đông Triều nổi tiếng à, ừ, ừ. Đúng lúc là mình đang cần một cái chiếc bể để mà nuôi cá bảy màu trong nhà. Sắp tới có một bạn ở trong miền Nam gửi cho mình rất nhiều những chú cá bảy màu đẹp. Thì bảo mình kiếm được một cái chiếc bể. May quá thì hôm nay đúng gia đình em lên thì lại tặng anh. Thôi một lần nữa bắt tay em và cảm ơn em cùng gia đình rất nhiều nhá. Thì gia đình mình sức khỏe. Ở bên ngoài nhà anh thì nó cũng không đẹp như ở trong TV. Thì hy vọng mọi người đến thì cũng không làm mọi người quá thất vọng. Bởi vì cháu thích những con vật chứ không cần quan trọng là xấu đẹp gì cả. Cháu nhờ cái kênh của chú mà cháu đấy, nhà kênh của chú mà cháu biết đến nhiều con. Tức là con gì cũng biết. Hôm nay lên trời rét hôm nay này. Cháu thì nó sợ mưa. Đúng rồi. Thế là thấy trời nó trở gió nó khô cái là cháu cho cháu đi lên đây chơi luôn. Một chiếc bể khá đẹp các bạn ạ. Vậy là vợ chồng các em đã về nhà rồi. Đây là cái chiếc bể mà mình vừa khiêng xuống này. Ở cái bể này thì chắc là mình sẽ tính là để nuôi cá bảy màu. Ở trong miền Nam có một em ấy có nhắn tin cho mình bảo là em muốn tặng anh một ít cá bảy màu đỏ. Mình nhìn ở trên ảnh thì rất là đẹp nhưng mà không biết là ra ngoài liệu nó có bị chết mất con nào không. Thì đây may quá mình đang đi kiếm một cái chiếc bể để về nuôi cá thì được em ở dưới Quảng Ninh em ấy lên em tặng mình cái bể này. Thì mình sẽ mang cái bể này vào trong nhà các bạn ạ, nuôi cá trong nhà. Bởi vì em ấy bảo là cá bảy màu mà em ấy tặng ấy là rất chi là đắt tiền. Cho nên là anh cố gắng giữ gìn ở trong nhà chứ đừng mang ra ngoài trời. Ngoài trời rét quá là nó sẽ chết, cộng với nước mưa vào nó chết. Đây thì cái bể mình cứ để tạm thời ở đây đã. Uầy, các bạn nhìn này, đây có phải là cái con rùa của mình nó đang đến cái thời kỳ sinh sản không các bạn? Ờ à, đúng rồi, đúng rồi. Ê vớ vẩn này, đẻ chứ này, ơ à, ngon. Ờ à, hôm nay con mình nhìn thấy mẹ. Không biết là liệu có phải là đấy là cái hiện tượng của rùa common muốn sinh sản hay không. Thế nhưng mà nếu mà sinh sản thì chả nhẽ chúng nó lại sinh sản vào mùa đông ta. Ờ à, lạ thật đấy. Thôi được rồi, mình sẽ cứ để nó im ở đây. Nếu bạn nào mà biết cách làm cái môi trường nào mà thuận lợi nhất để cho con rùa common nó sinh sản ấy, thì các bạn chỉ mình với nhá. Đấy, và mình cứ tạm thời để ở đây. Thì hôm nay thời tiết miền Bắc nó cũng đã trở lạnh rồi. Vừa rồi các bạn cũng biết là mình cũng có cho cái bèo vào trong cái bể ếch này của mình để cho những con ếch nó trú đông ấy. Thì nhưng mà vừa rồi trời nó cũng không quá rét, thì là mình cho vào được một vài hôm thì mình đã bỏ hết bèo ra rồi. Nhưng hôm nay trời nó trở lạnh hẳn ấy, thì mình đang tính thế này này. Toàn bộ số ếch của mình sẽ đào một cái hố ở dưới đất, mình sẽ cho nó xuống lòng đất. Đấy, thì để cho nó nằm im ở dưới đất, nó nằm mà. Nhiệt độ dưới đất thì mình đã bảo với các bạn rồi đấy, là nó luôn luôn ổn định, nó không có bị thay đổi quá nhanh hay là quá nhiều so với môi trường bên ngoài. Thì cái bể ếch mình tính là mình sẽ để ở đây này. Mình sẽ đào một cái bể ở dưới lòng đất ở đoạn này này. Thì mình sẽ cho hết những con ếch xuống. Đây, mình sẽ dọn ở chỗ này đi, mình cho mấy cây hồng này đi. Mình sẽ cho hết ếch vào đây. Hợp lý nhá. Được rồi, bây giờ mình sẽ triển khai đào luôn.
đã xong. Đấy, các bạn thấy nó có hợp lý không? Mình đào một cái hố như thế này, tuy là nó không quá rộng, thế nhưng mà để cho con ếch nó có thể là làm san sát vào nhau ấy thì nó sẽ ấm hơn. Bây giờ là mình sẽ trải vải bóng vào đây nhá. Trải vải bóng vào đây, sau đó là mình sẽ thả ếch vào. Mục đích mình trải vải bóng là để cho tránh cái nước ở bên ngoài nó ngấm vào trong, làm cho con ếch nó bị ô nhiễm bởi cái nước đó. Gần như là cái con ếch là nó chỉ sống ở trong môi trường là được lót qua cái vải bóng, và mình cho nước gì thì nó được cái nước đó. Đấy. Vậy là đã xong một chiếc bể để mà cho ếch trú đông rồi các bạn ạ. À, đấy, như các bạn biết đây, mình đào sâu dưới lòng đất và mình quay phải bóng xung quanh để tránh cái việc mà nước ở bên ngoài nó sấm vào, và thứ hai nữa là để cho con ếch nó ở trong cái môi trường mà nó cách hoàn toàn nhiệt độ với bên ngoài. Kia là cái tấm bờ rô mà sau mình sẽ đậy lại để cho cái chuồng ếch của mình nó được kín nhiệt. Bây giờ thì mình sẽ ra bắt ếch vào nhé. Đây, mẹ đang bắt ếch dùng mình trước này. Ấy, ui, ui, một số ếch này. Những con ếch to đặt vừa rồi là mình cân được 6 lạng của một con ạ. Thế nhưng mà bây giờ là kiểu như lâu rồi nó cũng không ăn mấy nữa. Vào mùa đông này là ếch nó gì nhỉ? Nó không chịu ăn mấy, cho nên là mình mới quyết định là cho nó ra để chuyển xuống một cái khu để trú đông. Đấy. Phải là có những con ếch to dã man luôn. Ngày trước những con này là được 6 lạng các bạn này. Đây, 6 lạng này. Đấy, nhưng mà giờ thì không được nữa rồi. Giờ mà chắc mình nghĩ chỉ tầm 4 lạng hoặc hơn thôi. Đấy. Cho hết xuống đây. Nó sẽ hơi chật một chút, thế nhưng mà càng chật thì nó càng ấm thế các bạn ạ. Ui, đây hình như mẹ mình chọn những con ếch to, chứ thực ra của mình không đều được ếch to như mày như thế này đâu. Đấy, tiếp tục. Đây cho con mượn. Ui, nâng xô này. Ui, vàng ươm luôn, trông như là một cái xô lợn con ấy. Đây. Wow, đã đời chưa? Ui, ngon lành cành đào chưa? Tiếp tục. Ôi, lại một xô nữa này. Ôi, thế này thì nó phải tầm 5-6 xô. Của mình thế này vẫn còn nhiều ếch đó các bạn ạ. Nó vài chục cân đấy. Từ từ đừng nhảy ra vội nhá. Đây. Thế. Ui, to quá. Wow. Đấy, đã đời chưa? Không nhảy ra được. Lấy đi rồi hút về ngay. Ôi, nó chờ ra ngoài. Đây. Ui, ui, to thế nhỉ. Cho vào trong cái bể bé này nhìn con ếch nó mới to. Con để ở trong kia kiểu bể mình nó to, nhìn con ếch nó cũng bé bình thường thôi. Ui, vào đây nhìn nó to chứ. Ghê nhỉ. Wow. Đã đời chưa. Tiếp tục. Đây vẫn còn khối đấy các bạn. À, mẹ bắt ếch to trước. Đây còn này là ếch nhỏ hơn một chút. Hết chưa mẹ? Hết rồi. À đây. Hết sạch rồi các bạn ạ. Ở trong này là không còn một con ếch nào nữa. Đây là một cái số ếch cuối cùng này. Ôi, thế thì cái bể mình đào là nó vẫn khá rộng, nó không phải là chật. Mình cứ nghĩ là nó sẽ bị chật cơ, nhưng mà không chật lắm đâu. Đây các bạn, nó vẫn hở đây, nó vẫn hở khối chỗ này. Đấy. Rồi. Wow. Công việc tiếp theo của mình đó chính là sẽ đi lấy cái rơm. Mình lấy rơm mình thả vào đây để cho nó nằm vào trong rơm thì là nó mới ấm các bạn ạ. Lấy rơm. Su, có rét không? Làm mình lên cho ấm nhá. Ra đây là trốn con đây này. À, hôm vừa rồi các bạn bảo mình bảo là mua cho Sù một cái áo để mặc cho trời rét cho nó khỏi lạnh ấy. Thế nhưng mà mình cũng định thế rồi. Thế nên nếu mà mặc áo vào thì sau con Sù con nó bú kiểu gì? Thế là mình lại thôi đấy. À, nói chung là mình vẫn thắp ấm cho mẹ con nhà nó đều, không lo lắm. Nó cứ lạnh lạnh là nó chạy ra ngoài là nó rúc đâu rúc đó là cũng đều ấm cả. Đây mình sẽ lấy rơm ở đây. Ôi cái tổ trứng này. Ha, lâu không để ý được nhiều trứng ghê này. 2 4 6 8 quả. 8 quả là hai con đẻ mất 4 ngày đấy các bạn ạ. 4 ngày, cứ đấy, cứ tầm khoảng 4-5 ngày không để ý là lại được một lố trứng. Cái trứng nhỏ đây vỡ mất. Thế. Đây.
Không biết là cái rơm mình sẽ vứt vào như thế nào nhỉ, hay là mình cứ vứt vào đây nhỉ? Vứt vào đây sau nó tự rút đúng không? Thôi thì mình cứ để ở đây vậy. Đấy. Đấy. Chắc là như vậy chứ nhỉ? Bình tĩnh, bình tĩnh, không làm gì để sợ cả. Anh cứ rút hết vào trong rơm này các bạn này. Ấy, ừ, hình như đúng kiểu của nó rồi đấy. Không có một chút nước nào luôn. Sau tẹo nữa mình sẽ xịt cho nó thêm một tí nước nữa để cho nó có độ ẩm các bạn nhỉ. Đấy, từ này rơm có ít không nhỉ? Wow. Từ này rơm có ít không hả mẹ? Hả bố? Cho thêm ít vào. Cho thêm ít vào. Nó còn dẹt đi mà. Thế mẹ vứt hộ con này một ít vào đây. Để nó đang rút hết vào trong rơm này. Dạ, đang khô nó đấy, sau nó ẩm nó chảy hết. Xong phải phun thêm một tí nước nữa vào chứ nhỉ bố nhỉ? Đây, phải có chứ, không nó khô ra là nó chết. Cái con gì chứ, cái dòng này, dòng da trơn này là phải có nước, có ẩm. Đấy. Rồi, ok. Bây giờ là mình sẽ lấy cái tấm bờ rô xi măng mình đậy nó vào. Thế là yên tâm. Đấy. Bây giờ là nó đang ở cái nhà mới, nó đang nhộn nhạo. Thế nhưng mà chốc nữa là nó nằm im hết giờ đấy. Mình đậy vào và sẽ không mở ra cho đến hết mùa đông các bạn ạ. Đây này, chúng nó lên. Đây, à, để mình lấy cái tấm bờ rô này. Đây. Đây không cần mới. Các bạn thấy có hợp lý không? Bây giờ là mình phải che đậy những cái đầu này các bạn này. Đầu này không là chuột vào nó tóp hết của mình ngay. Đấy, đây là những khe hở mà chuột có thể vào. Mình sẽ che nó hết rồi. Mình vừa đắp xong cái đất để che lại những cái lỗ bờ rô. Thế nhưng mà mình nghĩ là có vẻ hơi bất cập. Bởi vì đắp như này thì con chuột nó vẫn có thể đào được. Và thứ hai nữa là con ếch của mình nó không thở được. Cho nên là mình đã nghĩ ra một cái ý tưởng, đó là mình sẽ làm một cái tấm sắt, mình đan cái tấm lưới vào đó, cái lưới mà bán Davi ấy, thì mình làm theo hình một cái cánh cửa, mình đặt vào đây, sau cái đó mình đặt cái bờ rô lên thì con ếch vẫn thở được và chuột không thể nào mà chui vào được. Đấy. Thế nhưng mà bây giờ thì trời đã tối rồi, chắc là mình sẽ thiết kế cái đấy để mình đặt vào đây luôn rồi cho con ếch an toàn nhất. Đó thì mình nên cái video gửi cho các bạn vào tối nay và hẹn lại các bạn ở trong ngày mai nhé. Như thế thì mới ổn được, còn như thế này mình nghĩ không ổn, chuột vẫn đào được mà xong rồi đó con ếch nó không thở được. Làm tấm cánh đặt bờ rô lên con ếch vẫn thở được. Nếu rét quá mình sẽ chùm thêm bạt vào. Còn nếu mà ấm nóng thì mình lại nhấc cái bờ rô lên. Đấy, đúng không? Không cái gì rơi vào trong chúng ếch được. Đấy.